Chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng kiểm tra xem một bộ thảm mà sau gần 2 năm sử dụng thì nó sẽ như thế nào. Xin mời. Đây là một bộ thảm lót sàn da do Bảo Hóa Ô Tô sản xuất và nó đã được sử dụng xịt soát gần 2 năm rồi, từ khi mình bắt đầu sử dụng chiếc xe này. Thì để đánh giá cái độ bền của một bộ thảm thì trước tiên chúng ta nhìn vào cái màu sắc của nó. Cái màu sắc là vẫn được giữ nguyên như mới luôn. Đây, màu sắc thảm vẫn thế, vẫn cái màu đỏ đô rất là hấp dẫn. Bởi vì làm bộ thảm được bảo vệ bằng cái lớp sợi rối như thế này, cho nên là cái bề mặt của thảm thì nó vẫn không bị ảnh hưởng gì hết sau 2 năm sử dụng. Và lưu ý là nhà mình là có hai cậu con trai sinh đôi, hai bé rất là nghịch, ngày nào cũng giày vò lên bộ thảm này nhưng mà nó không hề sứt sẹo gì hết. Đây, mình ra hàng ghế sau đi, dễ rộng hơn. Đây là những cái khu vực mà các bé thường xuyên trèo lên trèo xuống. Nhưng mà những cái sợi chỉ may ở trên cái thảm này thì nó vẫn nguyên xi như vậy, nó không hề có một cái biểu hiện gì là bị hư tổn do cọ sát gì cả. Chúng ta độ bền nó rất tốt. Ngày xưa mà khi Bảo Hà mới bắt đầu sản xuất cái loại thảm lót sàn da cao cấp này thì nhiều khách hàng lúc đầu cũng hơi e ngại, là bảo là nó có chỉ trên bề mặt như này thì rất là lo là dùng một thời gian là nó bục ra hết. Nhưng mà đây, bằng chứng sống này, sau 2 năm sử dụng thì nó vẫn nguyên xi như này. Mình không nói là những cái khu vực mà được cái lớp sợi rối này bảo vệ thì không nói làm gì. Thế nhưng mà những cái khu vực khác lên, những cái khu vực mọi người thường dẫm chân lên đây, hay là khu vực này rất hay cọ cái bàn chân mình vào đây này khi mình ngồi này, nhưng mà cũng không hề sứt sẹo gì hết. Độ bền rất là tốt và chất liệu thảm do Bảo Hà sản xuất thì hoàn toàn được nhập khẩu. Đó. Và cái form dáng của thảm cũng vậy, cũng không hề xây xuyển gì cả. Những cái khu vực hay bị chân tác động vào như thế này thì đều có sử dụng những cái chốt như thế này để mình giữ. Cho nên là bộ thảm vẫn bám sàn rất là tốt, không suy xuyển gì hết. Đấy, kể cả cái lớp sợi rối này nữa cũng bằng một cái chất liệu nhựa rất là tốt. Và nó giữ được những cái đồ bẩn ở đây, khi mà mình vệ sinh mình chỉ cần nhấc nó ra và rũ một cái là nó sạch. Khi vệ sinh thì những cái người thợ làm vệ sinh họ chỉ cần nhấc cái lớp này ra thôi, chứ không cần phải tháo nguyên bộ thảm ra. Đấy, cho nên thời gian vệ sinh xe nó rất là nhanh gọn. Và cái loại thảm này nó không để lại mùi hôi, mình đi trời mưa, trời bão thoải mái luôn, cũng không vấn đề gì cả. Chứ không như là những cái thảm nỉ kia là mùi rất là kinh khủng, cho nên là nhiều người mua xe mới cái là đến là vứt luôn bộ thảm nỉ đi, dù bộ thảm đấy có của hãng gì đi chăng nữa và nó có giá trị lên đến 5 triệu là các anh đến là cũng vứt luôn. Để vệ sinh cái thảm lót sàn da này thì rất đơn giản, mình chỉ nếu như mà lúc nào mà nó bẩn mà mình chưa kịp mang đi rửa xe thì mình tự vệ sinh lấy bằng một cái lọ hóa chất như thế này. Lau một chút là nó sạch và vệ sinh rất là dễ dàng. Đó, bóng lại luôn. Kể cả lớp sợi rối này cũng lau thoải mái. Cái này mình có thể xịt thẳng lên bề mặt luôn. Lau một chút là thảm rất là bóng đẹp. Đó là công tác vệ sinh. Và như mình đã nói là khi mà những người thợ họ vệ sinh xe ấy, thì họ cũng không hề phải tháo cái lớp thảm này ra làm gì, họ chỉ cần lau như là mình vừa làm và tháo những cái này ra. Nó chỉ có 3 cái chốt thôi. Nhấc ra một cái là họ xịt nước vào cái tấm lót sợi rối này và nó sẽ hoàn toàn sạch luôn. Thiết kế một cái thiết kế rất là thông minh chứ không vất vả như ngày xưa mà cứ nhấc thảm ra, nhấc thảm vào, xong rồi cài đi cài lại rất là khổ. Còn một cái ưu điểm của cái loại thảm này nữa, tại sao mà mình hay là rất nhiều khách hàng, tại sao họ thay qua rất nhiều đời xe rồi thì vẫn lựa chọn cái loại thảm lót sàn da cao cấp này? Bởi vì là thứ nhất là nó được thiết kế theo cái dạng hình khay 3D như thế này,
tất cả những cái đồ ăn mà trẻ con ngồi trên xe nó rơi ra thì nằm gọn trong này hết. Mình chỉ cần có một cái máy hút bụi, hút một cái là sạch. Hoặc khi các cháu uống sữa hay là có vô tình làm đổ nước như thế này chẳng hạn thì nó cũng nằm ở trên này hết. Và mình chỉ cần lấy một cái rẻ lau thôi. Lau một cái là nó sạch, khô như mới luôn. Mình vừa cùng các bạn kiểm tra xem là một cái bộ thảm sau 2 năm sử dụng nó như thế nào. Nó vẫn hoàn toàn nguyên vẹn như vậy và nó bền, rất là bền luôn. Thậm chí bạn đi một chiếc xe khoảng độ 5-6 năm thì có lẽ là bộ thảm này nó cũng chưa hỏng. Mà chỉ có điều nếu như chúng ta mà muốn đổi màu sắc cho cái sàn xe của mình nhìn nó thời trang hơn, nó đẹp, nó hợp gu với cái thời đại hơn thì mình có thể đổi bộ khác thôi, chứ còn không lo về độ bền của nó như là các bạn vừa mới thấy. Và mình cũng giới thiệu qua rồi cái ưu điểm tại sao mà mọi người bây giờ là tất cả các hãng xe đều lựa chọn sử dụng cái loại thảm lót tần da cao cấp này. Và đặc biệt là mọi người cũng rất là đánh giá rất là cao cái thảm lót tần da do Bảo Hà Auto sản xuất. Bởi vì chúng tôi là cái đơn vị đầu tiên nghiên cứu và đưa cái mặt hàng này đến với cái thị trường Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, và nếu như các bác mà có nhu cầu về làm về thảm lót tần da ô tô thì mời qua Bảo Hà Auto. Cảm ơn mọi người.